Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Neymar gõ cửa MU đàm phán Ruben Neves. Chính thức lộ diện 4 hợp đồng mới của MU. Chút xong người thay mắc Quai làm đội trưởng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Neymar gõ cửa MU đàm phán Ruben Neves. Nguồn tin từ Football Insider cho hay, người đại diện của Neymar đang tích cực liên hệ với hàng loạt ông lớn người Anh để đưa tiền đạo người Brazil rời khỏi PSG vào mùa hè 2023. Theo phóng viên chuyển nhượng Pio Oraker của Footy Insider, người đại diện của Neymar được cho là đã làm việc với Man City, Liverpool, Chelsea, MU và Newcastle. Neymar đã ký hợp đồng với mức giá kỷ lục thế giới 198 triệu bảng vào năm 2017, nhưng có thông tin cho rằng PSG sẽ bán lỗ cầu thủ này với giá khoảng 80 triệu bảng. Neymar có thành tích ấn tượng với 18 bàn thắng và 17 pha kiến tạo sau 29 lần ra sân mùa này, nhưng gần đây gây xôn xao dư luận bởi vấn đề kỷ luật, mâu thuẫn nơi nội bộ PSG. Bên cạnh đó, các tờ báo thể thao châu Âu đưa tin, MU cùng nhiều câu lạc bộ lớn khác của lục địa già đang đàm phán chuyển nhượng tiền vệ Ruben Neves. MU rất quan tâm đến Ruben Neves và nhiều lần gửi đề nghị đến Vô vờ nhưng luôn nhận được cái lắc đầu. Đội chủ sân Old hy vọng có thể thuyết phục được vua vờ trong mùa hè năm nay khi hợp đồng của Ruben Neves còn thời hạn đến năm 2024. Bên cạnh MU, các đội Bắc Gia, Royal, Liver, Arsenal và Newcastle cũng thể hiện sự quan tâm đến tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha. Những nguồn tin thân cận với Ruben Neves cho biết, cựu tiền vệ Pacto có ý định tiếp tục chơi bóng ở ngoài hạng Anh một khi quyết định chia tay vô vờ. Đội nữ MU phản đối King Good trở lại. Mason King Good được cho là chuẩn bị lên chức bố chỉ vài tuần sau khi các báo cáo cáo buộc về tội hành hung gượng bức bạn gái được bãi bỏ. Các ngôi sao nữ của MU bày tỏ mối quan ngại về khả năng trở lại của tiền đạo này. Genco đã bị câu lạc bộ đình chỉ kể từ tháng 1 năm 2022 nhưng vẫn nhận được mức lương là 75.000 bảng trên tuần. Những thành viên của đội tuyển Anh được cho là những thủ lĩnh hiện tại của đội nữ MU. Các đội nam và nữ dùng chung một số cơ sở vật chất tại sân tập và một số cầu thủ đã nói với ban lãnh đạo câu lạc bộ rằng họ sẽ vô cùng khó chịu nếu Genco trở lại. Một nguồn tin cho biết nếu Mason trở lại, chắc chắn cậu ấy sẽ không được có bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ thành viên nào của đội nữ. Mọi người ở câu lạc bộ đều biết rất rõ về những gì đã bị cáo buộc vào thời điểm cậu ta bị bắt. Tương tự như vậy, họ biết rằng cậu ta đã được bãi bỏ mọi cáo buộc và vô tội. Tình hình đã được thảo luận trong đội nữ và một số thành viên thể hiện quan điểm khá là quyết liệt. Varan muốn học hỏi Rio Ferdinand, cầu thủ người Pháp đến Old Trafford từ lốt Blancourt vào năm 2011. Gần đây, Varan đã có trận đấu thứ 50 trao quỷ đỏ. Varane đã gây ấn tượng kể từ khi ký hợp đồng với MU, nhưng trung vệ người Pháp đã phải vật lộn với chấn thương trong vài năm qua. Mặc dù vậy, anh đã có 22 lần ra sân cho đội bóng của Eric Ten Hag trong mùa giải này. Varane đã giành 4 chức vô địch C1 cùng Ryan khi được hỏi liệu Rio Ferdinand có phải là một trong những cầu thủ mà anh để ý gia nhập MU hay không. Varane chia sẻ, vâng chắc chắn rồi, Tôi nghĩ sự kết hợp của anh ấy với Vidic rất ấn tượng và anh ấy là một huyền thoại ở đây. Vì vậy rõ ràng ở vị trí của tôi, tôi đang học hỏi từ anh ấy cách đề phòng ngự khi chơi bóng tại Anh vì đây là một chức vô địch đặc biệt. Anh ấy rất ấn tượng vì vậy tôi đã học được rất nhiều điều từ anh ấy. Anh ấy rất vui khi được chào đón tôi và chia sẻ kinh nghiệm của mình. chính thức lộ diện 4 hợp đồng mới của MU. Có hàng loạt nhân tố chủ chốt sẽ đáo hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè 2024. Marcus Rashford, dưới sự dẫn dắt của Erik ten Hag, chưa sút người anh đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp, với 24 pha lập công trên mọi đấu trường, thành tích của Rashford đã trở nên tốt hơn gấp 5 lần so với cả mùa giải trước và anh hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ đầu tiên của MU sau gần một thập kỷ chạm mốc 30 bàn thắng. Hợp đồng của Rashford sẽ chính thức đáo hạn vào mùa hè 2024 và Dick ten Hag đã xác nhận rằng MU đang nỗ lực để trói chân tiền đạo này bằng một thỏa thuận mới. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Rashford đang được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu theo sát, nhưng việc gia hạn với Anh cũng là ưu tiên chuyển nhượng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. David De Gea Mùa hè trước tưởng chứng như MU đã tiến hành chiêu mộ thêm một thủ môn có khả năng chơi chân tốt để có thể thế chỗ cho De Gea. Khi ngôi sao người Tây Ban Nha được đánh giá là không phù hợp với triết lý bóng đá của Ten Hag, tuy nhiên cựu thuyền trưởng Jack đã quyết định đặt chọn niềm tin vào De Gea và thủ môn này đã không khiến ông thầy của mình thất vọng gác lại những màn trình diễn kém cỏi hồi đầu mùa. Ở thời điểm hiện tại, De Gea đang thể hiện hình ảnh của một người nhện hàng đầu và liên tục thực hiện những pha cứu thua xuất sắc. Đồng thời cũng không khó để nhận thấy khả năng chuyển bóng của anh cũng đã được cải thiện rõ rệt. Truyền thông Anh khẳng định De Gea sẵn sàng giảm lương để ở lại sân Old Trafford và có lẽ MU sẽ không cần phải cân nhắc quá nhiều về quyết định gia hạn với ngôi sao này. Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka gần đây đang gây ấn tượng nhưng cầu sao của Little vẫn không thể làm lung lay vị trí của Dalot bên hành lang cánh phải. Nhiều nguồn tin cho biết, sau nhiều cuộc đàm phán tích cực giữa MU và người đại diện của Dalot, hiện đôi bên đang tiến gần đến một thỏa thuận chung cho quá trình gia hạn hợp đồng. Tuy đang được cho là mục tiêu chuyển nhượng của nhiều ông lớn như Barcelona hay là Real Madrid, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Dalot muốn tìm kiếm bên đỗ mới vào lúc này. Lúc so, dưới thời Ten Hag, tầm quan trọng của so đối với MU đã tăng lên đáng kể khi anh thường được bố trí thi đấu như một trung vệ và luôn tỏa sáng ở vị trí này nhưng trên hết, Sa vẫn là một trong những hậu vệ cánh trái xuất sắc nhất ngoài hạng Anh với khả năng lên công về thủ toàn diện của mình. Tương tự Dalot, hợp đồng của Sa cũng chính thức đáo hạn vào mùa hè 2024 và gần như chắc chắn MU sẽ sớm triển khai kế hoạch trói chân hậu vệ người Anh sau khi hoàn tất những bản hợp đồng được đặc biệt ưu tiên. Rafford lý giải cách ăn mừng ca ngợi Ten Hag. Đây là mùa giải mà Rafford đã lấy lại phong độ tuyệt vời của mình. Gần đây tiền đạo người Anh đã giải thích ý nghĩa phong cách ăn mừng bàn thắng của mình bóng đá có lẽ chiếm đến 95% là phụ thuộc vào tâm lý của bạn. Đối với tôi, đó là tất cả. Điều đó mang lại cho bạn cơ sở để tiếp tục và trình diễn. Không giữ được tâm lý ổn định thì bạn chỉ đang chơi hết khả năng. Ở cấp độ cao nhất, dây chiến thắng liên tục là chưa đủ. Điều làm nên sự khác biệt là tâm lý. Tôi hiểu sức mạnh của nó và giá trị của nó. Tôi chỉ đang tập trung nhiều hơn vào việc giữ mình trong khoảng đó và tôi nghĩ điều đó là cần thiết để tiếp tục giành chiến thắng trong các trận đấu và các danh hiệu. Và năm nay là năm mà tôi tập trung hơn một chút. Các nhân viên luôn nhắc nhở tôi liên tục, nếu quả bóng không đến, đừng lo lắng, hãy tin rằng nó sẽ đến bởi vì nó sẽ chỉ đến một lần. Chỉ cần họ nhắc nhở liên tục với những điều tương tự như vậy, tôi cảm thấy thật tuyệt khi có thể ghi bàn. Rafford và Ronaldo đã bị trừng phạt công khai vì không tuân thủ các nguyên tắc của Ten Hag. Raffert đã phục hồi bằng bàn thắng vào sân từ băng ghế dự bị trước vô vờ. Cầu thủ người Anh hoàn toàn ủng hộ kỷ luật của huấn luyện viên người Hà Lan 100% đối với tôi, đó là lý do tại sao tôi không bao giờ làm nên chuyện vì nếu tôi là một huấn luyện viên, tôi cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì nếu bạn không có đủ tiêu chuẩn trên sân tập, làm sao bạn có thể ra sân và giành chiến thắng liên tục? Điều đó là không thể. Nếu bạn cho phép nhau trượt ngã hoặc có một ngày nghỉ và không ai nói bất cứ điều gì về nó. Anh Hắc trước sau người thay quay làm đội trưởng mẫu. Trong những trận đấu mà tuyển thủ Anh không được ra sân, Bruno Fernandes được Eric Ten Hag chỉ định đeo băng thử quân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt vai trò thủ lĩnh trên sân và được xem là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đội trưởng mới của Quỷ Đỏ. Thậm chí Bruno Fernandes có thể sớm nhận băng thủ quân nếu mắc quay chia tay MU sau khi mùa giải kết thúc. Cá nhân Eric Ten Hag ca ngợi khả năng lãnh đạo của mập Bruno Fernandes và cho rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha là tấm gương cho toàn đội. Đầu tiên thì với tư cách là đội trưởng, cậu ấy là một tấm gương trên sân với nguồn năng lượng dồi dào và quyết tâm rất cao. Fernandes rất quan trọng với đội trong cách tiếp cận và chuyển đổi chiến thuật của chúng tôi. Fernandes luôn gương mẫu và chuyên nghiệp. Cậu ấy phù hợp với đối phó với cái tiêu chuẩn cao nhất. Fernandes có thể chơi nhiều trận đấu nhờ thể lực tốt và tinh thần như một chiến binh. Fernandes là một trong những cầu thủ ổn định nhất ở MU mùa này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.